Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng mình sẽ đến với một bộ móc chiếc kẹp hình bé vịt như thế này. Ở đây ba hàng đầu tiên là mình đã hướng dẫn trong những video trước rồi, thì mình sẽ lược qua. Mình có đính kèm chát móc, các bạn có thể xem nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần trang trí ở bên trên. Thì các bạn sẽ đổi lên cho mình là len màu trắng và các bạn sẽ thực hiện một mũi kết như thế này. Tiếp đến các bạn sẽ móc lên cho mình là một mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình là 2XV. Đây là một X, tiếp tục X thứ hai. Rồi đến đây là mũi V nữa nè. Sau đó ở giữa các bạn sẽ móc cho mình là 10X, tiếp đến là 2XV, lặp lại 3 lần. Tiếp nữa là 10X và cuối cùng là 2XV, lặp lại 2 lần. Hàng trắng này mình vẫn đang là tăng mũi nha các bạn. Đây là chỗ này là 2XV, lặp lại 3 lần nè. Rồi ở giữa này vẫn là 10X. Sau 10X thì đến là 2XV, lặp lại 2 lần ngay vị trí này. Sau khi làm xong hàng màu trắng này, chúng ta sẽ cắt lên và chúng ta sẽ làm cái phần màu trắng mà quay ngược lại để làm cái phần đứt dịch đó các bạn. Mẫu túi này giống mẫu kẹp này thì giống như cái hình con vịt Donald nha các bạn. Rồi sau khi làm xong, các bạn sẽ thực hiện mũi kết và luồn cái phần len dưa vào bên trong phần chúng ta đã làm như thế này. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình cái phần màu trắng ở dưới cái nơ. Thì phần màu trắng này các bạn sẽ đếm ngay vị trí giữa, các bạn đếm qua cho mình là 6 ô. Hoặc các bạn có thể đếm cho mình là 15 ô tính từ ngay vị trí ô đầu tiên mà chúng ta bắt đầu hàng màu trắng. Các bạn sẽ đếm qua. Sau đó các bạn sẽ lật ngược lại như thế này và các bạn sẽ bắt đầu móc. Thì các bạn sẽ luồn len lên. Sau đó lên cho mình một bính. Tiếp đến các bạn sẽ móc ngay vị trí chân bính mình vừa lên một mũi T, tức là mũi kép thấp hay còn gọi là mũi nữ kép đó nha các bạn. Tiếp đến là một mũi kép ở chân bính tiếp theo. Rồi tiếp đến nữa là mũi VE, tức là hai mũi kép đôi chung chân. Hai mũi kép đôi các bạn sẽ quấn hai vòng len như thế này. Sau khi xong hai mũi kép đôi chung một chân như thế này thì chúng ta sẽ đến là mũi kép và mũi kép thấp ở hai chân tiếp theo. Đây là mũi kép nè. Tiếp đến là mũi kép thấp hay còn gọi là nửa kép đó các bạn. Rồi tiếp đến nữa là một mũi đơn. Và cuối cùng là một mũi kết. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một phần, một bên của cái phần này trắng này rồi. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cho mình thêm một phần còn lại, cũng sẽ làm tương tự là một mũi đơn, một mũi kép thấp, một mũi kép, rồi hai mũi kép đôi chung chân ký hiệu là VE nè, rồi đến một mũi kép và cuối cùng là một mũi kép thấp. Sau đó các bạn thực hiện mũi kết là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần màu trắng. Các bạn sẽ tiếp tục đến phần màu vàng để làm phần viền kẹp. Rồi tiếp đến phần màu vàng, các bạn đi đường viền, các bạn sẽ móc ô bính bên ngoài như thế này cho mình. Các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính mà chúng ta vừa móc. Ở bính bên ngoài này các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép. Sau khi móc xong 3 mũi kép ở bính bên ngoài thì các bạn qua chân bính tiếp theo, các bạn sẽ móc một bính bên trong và các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi bên trong nha các bạn. Rồi bây giờ bánh bên trong nè, thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép. Rồi tiếp đến các bạn sẽ thay phiên cứ 3 mũi kép bên ngoài thì 3 mũi kép ở bên trong. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn sẽ tiến hành cắt len và đổi lên cho mình len màu trắng để làm phần viền ngoài cùng nữa. Rồi sau đó các bạn cắt dây và tiếp đến các bạn thay cho mình là len màu trắng. Thì đường viền trắng ngoài các bạn sẽ lên cho mình là 2 bính.
rồi một mũi kết ngay vị trí chân bính tiếp theo. Các bạn cứ lặp lại hai bính rồi một kết như thế này. Rồi thêm hai bính nữa. Tiếp đến là một mũi kết ở chân bính tiếp theo. Các bạn sẽ móc qua hai vòng hai cái bính luôn nha các bạn, chứ không phải móc bên trong và bên ngoài nữa. Ở phần viền này thì các bạn sẽ móc đâm xuyên qua hai bính luôn. Rồi sau khi hoàn thành xong thì các bạn sẽ tiến hành cắt lem và sau đó luồn phần len dương vào bên trong phần chúng ta đã làm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc kẹp rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm phần nơ và sau đó các bạn sẽ đính nó lên trên phần phôi kẹp. Phần nơ này thì các bạn sẽ móc cho mình là một vòng tròn ma thuật, sau đó móc lên cho mình là 3 mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi kép vào bên trong vòng tròn. Phần nơ này các bạn sẽ làm rối xuống giữa hai bên. Thì phần này mình một bên mình hướng dẫn thì bên còn lại các bạn sẽ tự làm giúp mình nha. Sau khi móc xong 4 mũi kép thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính nữa. Rồi các bạn sẽ thực hiện một mũi kép vào bên trong vòng tròn. Tiếp đến các bạn sẽ lặp lại quy trình này thêm một lần nữa để chúng ta hoàn thiện xong cái phần nơ của mình nhé. Làm xong phần nơ các bạn dùng tay để rút cho vòng tròn mình được khít lại. Nữa là chúng ta đã hoàn thành xong nốt cái phần móc cơ bản rồi. Rồi thực hiện một mũi kết nữa là đã hoàn thành xong. Sau khi làm xong thì các bạn sử dụng keo nến hoặc là keo dán gì đó để các bạn đính cái phần kẹp này lên trên cái phần phôi mà chúng ta đã chuẩn bị nha. Ta-da, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc kẹp xinh xắn nữa rồi nè. Các bạn hãy chuẩn bị cho những em bé của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nhé. Xin chào.